Cái cộng đồng này suốt ngày chống cộng rồi cứ ra giả nói là đừng gửi tiền về cho Việt Cộng, cho Cộng sản, đừng giúp Cộng sản, đừng tiếp tay Cộng sản, đừng làm ăn với Cộng sản Việt Nam. Đó. Thì chúng nó đâu có gửi tiền về Việt Nam, chỉ có Lisa mới gửi tiền về Việt Nam thôi chứ, những cái người có thân nhân Việt Nam thôi chứ. Thì mới gửi tiền về Việt Nam thôi. Thì những cái người thân nhân của những người ở đây đấy, nếu người ta muốn cần giúp đỡ thì người ta đã kêu mọi người ở đây này, giúp chúng tôi đi, đứng lên để chống cộng sản đi. Nhưng mà gia đình Lisa đâu có ai nói Lisa đứng lên để chống cộng sản đâu, đúng không? Mà hơn nữa Việt Nam á, Lisa nói với các bạn ở Việt Nam là khi mà chiến tranh xảy ra, những cái tướng tá, những cái lính lung gì đã chạy hết rồi, những cái ông tướng, ông cái gì, ông tướng gì á, ông đã chạy đầu tiên rồi, ông đã bye bye rồi, ông thì bây giờ nếu Việt Nam có chiến tranh á, các ông có quay lại không, các ông có quay lại để giúp các bạn không, các ông chạy đầu tiên á. Ngày xưa Lisa đi học ấy, gặp cái thằng chủ tịch cộng đồng ấy. Xong rồi ngồi cả một cái lớp học ấy, toàn bọn chống cộng. Xong rồi nó bảo chưa, Việt Nam hèn với giặc ác với dân. Xong nên xả hỏi chứ, thế bây giờ Việt Nam mà đánh nhau hay ai đánh? À, các ông đánh à? Các ông cho các con cháu của các ông về Việt Nam đánh không? Hay là con cháu chúng tôi phải ở Việt Nam phải đánh, phải đỡ đạn, phải đánh nhau với Trung Quốc? Các ông có cho con cháu các ông về đánh không? Xong rồi các ông bảo chứ, ngày xưa sao đánh được, sao bây giờ không đánh được? Ngày xưa nó khác, nhưng mà bây giờ đang yên đang lành, tự nhiên làm sao phải nôi nhau ra đánh nhau để cho con cháu tôi nó phải phải đi đánh nhau làm cái gì? Đúng không? Thì vỗ ngực tao nè, sứ giả qua Úc để hữu nghị với Đảng Cộng sản Úc. Tại Thủ tướng Úc yêu cầu. Lần trước Lisa nói rồi mà, nó bảo là Lisa là cộng sản nên Lisa bỏ, tao là cộng sản đấy, đứa nào làm gì tao, kiện tao, đánh tao hay chửi tao làm cái gì, tới đây khổ quá. Đâu có thằng nào, rồi cái thằng đấy nó bảo nó kiện Lisa rồi, nó tìm Lisa rồi, nó làm gì, đâu có thằng nào thấy thằng nào. Lisa đang chờ chúng nó tới đây đây mà không thấy thằng nào hết. Lisa chờ chúng nó tới đây để bây giờ lại còn nộ ra cái địa chỉ cộng đồng nữa, lại vui nữa cơ. Đấy, tao chờ xem tới thằng nào tới nhà tao không. Ông khổ quá cơ, đừng có lừa đảo nữa mấy cái ông bà già rồi. Hơn nữa ấy, mấy cái người là lãnh đạo cộng đồng ấy làm cái gì cho chúng tôi? Chúng tôi là dân dân Úc rồi, dân Úc rồi. Làm cái gì cho chúng tôi để cho chúng tôi được lợi, chứ không phải chúng tôi, con cháu chúng tôi đóng thuế để cho các người đi đà đảo cộng sản mới lại chống cái này chống kia đâu, không phải đâu. Đừng có làm cái trò thế, biết không? Cứ cái trò như thế có ngày tôi sẽ ra, chúng tôi biểu tình lại các người đấy, ok? Còn các người muốn kiện tôi thì tôi không cần luật sư đâu, tôi trực tiếp tôi nói chuyện với các người luôn, không cần luật sư đâu, ok? Kiện đi. Cô ơi, cho chúng nó đến thịt một mẻ cho đủ miếng. Ở cái đất Úc này chẳng có ai đồng ý cả. Con cháu người ta suốt ngày đi làm rụng hết cả lông cả móng cả đầu cả tóc phọt cả kít ra để cho chúng nó, xong rồi chúng nó ngồi đấy, xong rồi chúng nó cứ đi ra, chúng nó đi xui người ta. Mấy cái ông bà già trời thì lạnh chết mẹ luôn, nóng chảy cả mỡ ra, xong rồi cầm cờ ra đấy, xong bắt đầu chúng nó cho được vài cái cánh gà, vài cái xì xờ pinro rô, xong bắt đầu ra đấy cứ đá đáo cộng sản, đá đáo cộng sản, fucking hell.
mấy chục năm rồi, chúng mày đã được cái sờ được, rụng được cái cọng lông nào của cộng sản chưa hả? Mà răng các cụ thì rụng hết rồi hả? Răng rụng con nhà các bố mẹ người ta rụng hết rồi, mà lông của cộng sản thì chưa có rụng cọng nào hả? Mà mấy chục năm nay rồi, tao chứng kiến, tao ngồi đây tao chứng kiến rồi, chưa có sờ được vào cọng lông nào của cộng sản. Mà cộng sản càng ngày càng đông, sang bên này thủ tướng thủ tiết rồi á, sang bên này ầm ầm lên, càng ngày càng đông, đúng không? Chúng mày chỉ có lừa bịp người ta thôi, mấy các cụ già thôi, con cái người ta, chúng tao rồi, gia đình chúng tao này phải đi làm đóng thuế để á phục vụ cho chúng mày. Chúng mày làm cái gì? Chúng mày hít không khí để chúng mày tới đấy chúng mày phục vụ cộng đồng à? Hả? Chúng mày nói ra ở cái đất Úc này á, không có ai bênh chúng mày đâu, tao nói cho chúng mày biết đấy, tịt ngay ấy, gấp ngay những cái cờ đấy vào, đừng có há mồm nó nói nữa. Có ông các bà ở Úc ấy, suy nghĩ đi, Lisa không ở Mỹ, Lisa không hiểu được cái luật pháp ở Mỹ như nào. Nhưng mà Lisa ở Úc, Lisa hiểu được cái kiểu của Úc nó như thế nào. Cho nên Lisa mới nói được. Nên Lisa không có ở Mỹ, Lisa không ở những nơi khác, Lisa không hiểu. Còn ở Canada thì Lisa được biết là thời chiến tranh á, chính Canada nó phản đối, nó không cho người Canada sang Việt Nam để chiến tranh, cho nên người Canada không có chết trong chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ trốn lính là chạy sang Canada. Đó, cho nên bây giờ những cái người chống cộng sang bên Canada nhục như chó, chả hiểu cái gì mà còn cầm cờ sang bên ấy là chống cộng, ngu như chó. Dạ, cô ơi, có ai công nhận đó là cờ đâu? Đúng rồi, suốt ngày lừa bịp người ta, đó là cờ đại diện, à cái gì, được đất Úc này công nhận là cờ tị nạn cộng sản Việt Nam. Mấy thằng chó chúng mày á, sao không dịch lên nó là cờ cờ ở chỗ nào công nhận là cờ tị nạn cộng sản Việt Nam? Bố lão lừa bịp thằng bà que, hiểu không? Tại vì người ta không có trả lương cho chúng mày để đánh cộng sản, mà cái đất Úc tại sao nó để cho chúng mày lộng hành? Tại vì chúng nó cảm thấy rằng chúng nó use chúng mày, nó lợi dụng chúng mày ngày xưa, cho nên á nó trả lương cho chúng mày để giết người, giết chính dân tộc của chúng mày. Cho nên nó để cho chúng mày lộng hành, nó thấy chúng mày tội nghiệp, cho nên chúng mày kêu ôi giời, tôi nhìn thấy lá cờ cộng sản tôi lên cơn điên, đúng không? Nó nợ chúng mày, nó nợ cái bọn ba que đó, nó trả lương cho mày, chúng mày đúng không? Đứa nào nói với tao là ngày xưa đi lính cũng không phải lĩnh lương của bọn Mỹ. Bọn Mỹ nó trả lương cho chúng mày, nó use chúng mày, nó lợi dụng chúng mày. Cho nên đến bây giờ đấy, đáng ra đấy, chúng mày phải lấy lại cái quyền lợi của chúng mày phải đòi hỏi lại chúng nó. Chúng mày được quyền lợi tại vì chúng nó use, chúng nó lợi dụng chúng mày phải biểu tình để đòi lại cái quyền lợi đó. Nhưng mà chúng mày là một lũ ngu, hiểu chưa? Chúng mày sống bên đấy, chúng mày phải biết suy nghĩ, chúng mày phải đòi lại cái quyền lợi đó. Nhưng mà vì á nó đánh lạc hướng chúng mày đi, để cho chúng mày đấu tranh, chúng mày đánh lại cộng sản, để cho chúng mày quên đi rằng chúng mày được cái quyền lợi đó, để nó làm như thế. Để cái thứ nhất, chúng mày chống cộng sản thì chúng nó không được phải bồi thường mấy chục tỷ cho Việt Nam, bồi thường cái chiến tranh Việt Nam, đúng không? Và cái chất độc màu da cam nó không phải bồi thường, và chúng mày không có đòi hỏi cái quyền lợi cho chính bản thân chúng mày.
Vì chúng mày là làm cho nó mà. Chúng mày như là một người công nhân của nó mà. Đúng không? Mày ăn lương của chúng nó mà. Ăn lương cho cái bọn Mỹ để đánh lại dân tộc, chính dân tộc của mình. Đúng không? Tại sao ở bên Mỹ nó chống cộng dữ dội như vậy? Nó để cho chúng mày lộng hành như vậy. Bởi vì như vậy. Bởi vì chúng mày là lính của nó. Là ăn lương cho nó. Nó cảm thấy rằng nó có tội với chúng mày, cho nên để cho chúng mày như vậy. Chúng mày mới có quyền kêu là bây giờ tôi nhìn thấy cái cờ cộng sản ấy, tôi lên cơn điên, hiểu chưa? Thằng nào á, xin mời những ai mà muốn phản biện về đối lập với Lê Xà thì vào đây nói chuyện.